bây giờ chúng ta hãy đào sâu vào xin chào đón tất cả các bạn một lần nữa buổi sáng này chúng tôi thấy rất là vui có các bạn ở trong cuộc gọi này và bây giờ nó được dịch ra thành 11 tiếng khác nhau vậy chúng tôi muốn chào đón Andy vào vào một cái nhóm ngôn ngữ quốc tế cho Daisy và xin chào đón tất cả các bạn từ Ấn Độ và thực sự đó là một cái đà đang xảy ra rất là tuyệt vời thực sự ở mọi quốc gia và và tôi có được chia sẻ rằng ở Nam Phi bây giờ cũng đang đang bốc lửa và họ đang gửi tới những bức ảnh của họ mà họ nhảy và chúng tôi thấy uh, sự kiện xảy ra trực tiếp vào đấy rồi là cả nhật bản nữa rồi là châu âu nữa rồi là những cái đội mới đang được xây dựng và đang được chuẩn bị cho cái việc đưa ra rồi Mỹ nữa và chúng ta thực sự thấy được cái cái đà cái đà đang được xây dựng tăng dần ở đây gì bây giờ vậy thì xin chúc mừng tới tất cả các bạn và tôi rất là hồi hộp và chúng ta sẽ làm à, một cái 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 chuyến đi tour rất là tuyệt vời và năm nay mà chúng tôi sẽ nói nhiều năm nay và và tôi hết sức là hồi hộp ạ à. ở à, à, à Tokyo ở Osaka rồi là À, rồi là và nó là củng cố rồi cái địa điểm của Budapest rồi là à, cái độ của châu Âu mà người ta rất đang chúng ta đang rất là mong đợi hàng nghìn người um, mà ở tại cái sự kiện ở châu Âu và cái này sẽ làm một điều hết sức là tuyệt vời và gần như là gấp đôi ấy, Với số người mà chúng ta đã có ở cái sự kiện quốc tế ở tại Dubai uh, mà chỉ ở uh, đối với cái sự kiện địa phương khu vực đấy thôi ấy, và đồng thời là chúng ta đang chuẩn bị cho sự kiện ở châu Âu ấy. vậy thì rất là nhiều đà đang xây dựng ngay bây giờ các bạn ạ đây thực sự um, là một điều rất tuyệt vời mạng của bác Jerry nó thỉnh thoảng nó cứ bị bật tắt bật tắt vậy vậy thì bây giờ chúng ta đào sâu vào thông tin ở ngày hôm nay và chúng bởi vì chúng ta có rất nhiều thứ để nói ngày hôm nay Edward ạ à, mà các anh vẫn nghe thấy tôi chưa thỉnh thoảng thỉnh thoảng có bị cắt tiếng của bác Jerry một chút là do cái mạng internet vậy thì chúng ta đang chuẩn bị cho Daisy 2.0 ạ và như mọi người đều biết thì, thì chúng tôi thông báo ở uh, tại cái sự kiện ở Dubai cũng như là trong cuộc gọi lần trước rằng là chúng ta đang chuyển đổi sang một cái phần toàn bộ là cái mô hình về uh, về vốn tiền vốn tiền quỹ uh, chứ không chỉ là mỗi cái mô hình về đầu tư và cái sự chuyển đổi này nó sẽ rất là hay và nó sẽ mở ra toàn bộ cái đà cho mọi thành viên và thì có một số các điểm nhấn ở đây mà chúng tôi muốn nói với các bạn và tôi nghĩ là trước khi mà chúng ta nói qua về những cái bốn điểm này thì thực sự tôi muốn nói là và Edward Ilya và xin các anh cứ tham gia nếu anh muốn nói là là không có cái lý do gì mà à, làm bất kỳ cái gì khác ngoại trừ trường hợp là người xây dựng ngay bây giờ à, không có gì mà chúng ta phải hoảng sợ hay lo lắng ạ à, với cái gì xảy ra với lại 2.0 và ở đây là những gì mà chúng tôi hứa với các bạn là đây 2.0 nó sẽ còn lớn hơn nữa và mạnh mẽ hơn nữa và mà có cái thu nhập còn mạnh mẽ hơn nữa và có cái thu nhập về về số dư số thu nhập tự động còn lớn hơn nữa và cái công việc mà các bạn làm tại Daisy 1.0 ngày hôm nay ấy, thì sẽ vẫn tiếp tục các bạn kiếm được từ cái đó, các bạn sẽ tiếp tục được trả từ cái đó và cái này cái 2.0 nó sẽ chỉ làm cho mọi thứ nó lớn hơn và tốt hơn nữa, chỉ thế thôi ạ. Chúng, nó chúng ta sẽ làm cho nó còn tốt hơn nữa và lớn hơn nữa và khi mà chúng tôi thông báo với các bạn về chi tiết là cái Daisy 2.0 thì mọi người sẽ hết sức là hồi hộp đấy ạ về cái về cái mức độ tiếp theo này mà chúng ta sẽ bước vào à, làm một cái dự án với nhau cái này nó sẽ cho phép chúng ta thực sự là chúng ta phát à, phát triển hàng tỷ hàng tỷ các cái tài sản có và việc và việc ở đấy sẽ cho phép chúng ta sẽ có được hàng triệu người khắp nơi trên thế giới mà sẽ cho phép chúng ta mở ra những cái thị trường mới vậy thì cái Daisy 2.0 này à, thực sự thực sự là ở trên lộ trên lộ trình ngay từ đầu ạ và cái này nó đưa chúng ta tới cái mức độ tiếp theo vậy thì Daisy 2.0 nó sẽ đưa ra vào mùa hè này và đó và cái thời gian cái khung thời gian thực tế của nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố và hầu hết thì đó chính là cái cơ sở, cơ sở hạ tầng về pháp lý đang được à, xây dựng bây giờ vậy thì một khi mà chúng ta có cái cái ngày chính thức được quyết định rồi ạ thì chúng tôi sẽ thông báo chính thức cho các bạn từ trước ạ để mọi người có thể biết được là cái ngày chính thức là ngày nào và bây giờ cái mục tiêu của chúng ta đó là ngày mùng 1 tháng 6 nhưng mà chúng tôi muốn hết sức là minh bạch ạ thì cái nó sẽ là vào khoảng thời gian nào đó vào mùa hè năm nay chúng tôi không biết là liệu là ngày mùng một tháng 6 cái đó vẫn chưa được quyết định chắc chắn ạ và bởi vì có rất nhiều thứ mà chúng tôi đang nghiên cứu ở đằng sau hậu trường ạ mà nó cần phải tập hợp lại được với nhau nhưng mà chắc chắn ạ là từ ngày mùng 1 tháng 6 đến thời gian nào đó vào mùa hè năm nay ấy, thì đây cái mô hình Daisy 2.0 nó sẽ đưa ra và cái quỹ và cái mô hình về quỹ đầu tư nó sẽ đưa ra và cái sự chuyển đổi này nó sẽ hoàn toàn hết sức là xuân sẻ vào trong cái mô hình mới chỉ đơn giản là cần phải có KIC tức là biết khách hàng của mình. Vậy thì cái mô hình mới của cái Daisy các bạn chỉ cần bấm vào một cái nút rồi là các bạn bấm vào cái KIC thì tiền của bạn đã được chuyển sang cái mô hình mới và các bạn sẽ tiếp tục được nhận cùng À, cùng cái hiệu cái kết quả hiệu suất như vậy và cùng những cái phần trả tiền thu, thu nhập thụ động như vậy không có gì thay đổi cả mà nó chỉ là sự chuyển đổi thôi ạ à, sang cái mô hình mới vậy thì đối với các thành viên hiện tại đối với mô, mô hình cũ ấy, thì cái sự chuyển đổi ấy nó hoàn toàn là xuân sẻ không có gì thay đổi với các bạn và mọi thứ vẫn tiếp tục vậy thì không có cần thiết phải không có cái lý do gì các bạn phải đợi cho cái việc đưa ra cái mô hình mới các bạn sẽ cứ tiếp tục xây dựng ngay bây giờ cái đà và cái, cái quá trình chuyển đổi đó nó sẽ hoàn toàn là xuân sẻ và số 3 đó là cái mô hình mới thì nó sẽ là cái kế hoạch về phần thưởng mạnh mẽ nhất ở trong ngành công nghiệp này và nó sẽ làm tối đa hóa cái mô hình hiện tại của Daisy và hiệu suất hiện tại của Daisy. Vậy thì chúng ta à, nó nó lấy những cái thành phần mạnh mẽ nhất của cái Daisy hiện tại ấy, và sau đó là nó à, nó sẽ có chúng chúng ta sẽ có tiếp tục 100% những cái yếu tố tiếp theo và đó là cái sự nâng cao nhất nhất của cái mô hình mới thì đó sẽ chính là cái kế hoạch phần thưởng và cái quá trình mà trong phần thưởng nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho những người mới để tham gia và các bạn không cần phải xử lý đối với các cấp vân vân và vân vân và và cái kế hoạch phần thưởng thì chúng ta sẽ Chúng ta sẽ làm lay chuyển cả cái ngành công nghiệp này và chúng ta sẽ đưa ra các cái kế hoạch phần thưởng mới của Daisy và số 4 đó là cái, cái chiều khóa để xây dựng nhiều cái chiều khóa đó là xây dựng càng nhiều đà nhất có thể ngay bây giờ để có thể làm tối đa hóa cái việc đưa ra cái mô hình mới và chúng tôi sẽ nói về một số các phần chi tiết ngày hôm nay đó là chúng ta cần phải tập trung vào cái gì ngay bây giờ để có thể thực sự làm tối đa hóa cái việc đưa ra mô hình mới của Daisy là 2.0 và Edward Lee, Lee, Lee đi, đi, trước khi mà chúng ta đào sâu vào cái phần chi tiết đấy ấy, thì anh các anh có ý kiến gì mà anh muốn chia sẻ về phần chuyển đổi này sang mô hình mới không ạ? Để tôi nói điều này ạ, tôi thấy rất là nhiều người hỏi các câu hỏi ở uh, trong phần chat ấy ạ là liệu chúng ta có nên lý do là cái người khởi đầu là cái gì và tại sao mà chúng ta cần phải là pay setter người khởi đầu hay là chúng ta nên đợi để chuyển sự chuyển đổi sang một cái mô hình mới hay giai đoạn tiếp theo hay không? Vậy thì có rất là nhiều các cái phần khuyến mại và quảng cáo ngay bây giờ để tới cái mức đó mức độ đó vậy đó là nhóm người là thành, thành tích nhóm người xây dựng nhưng mà gần giống như kiểu là các bạn ấy nghĩ về những cái người mà người ta đưa ra cái hồi năm 2021 khi mà chúng ta đưa ra cái đây gì ban đầu chúng ta đưa ra cái ngày đầu tiên nhá và nó giống như kiểu là à, tôi có nên đợi cho khi chúng ta đưa ra hay không à, hay là nên tôi bắt đầu là à, ra trước cái cái đội và xây dựng đội từ trước thì nó cũng tương tự như vậy là trong một ngày mà các bạn đưa ra và sau đó là các bạn càng có đội lớn hơn và các bạn có càng thành thành công, các bạn càng có thành công nhiều hơn. Vậy thì rất là quan trọng ngay bây giờ, rất là quan trọng ngay bây giờ là là và chúng ta sẽ nói sau nữa về à, nói sau nữa trong cuộc gọi này ạ. Nhưng mà tôi không thể thể hiện được hết tất cả ngay bây giờ. Nhưng mà nếu mà tôi xây dựng và tôi tập trung 100% vào việc xây dựng thôi ạ, và nếu mà tôi phải là nếu mà tôi không phải làm những thứ khác đúng không ạ? Vậy thì thì tôi sẽ làm gì ngay bây giờ? Là tôi sẽ không có đi ngủ ạ. Mà tôi sẽ xây dựng trong vòng 60 ngày tiếp theo. Tôi sẽ thúc đẩy thật là nhiều. Tôi sẽ tiếp tục xây dựng. Vâng Jeremy. Và tôi cũng tin là cái mục tiêu của ngày hôm nay đó là cho mọi người thấy một cái chính xác là người ta có thể làm tối đa hóa cái việc kiếm tiền của họ như thế nào. Và thể hiện cái tiềm năng của cái mô hình mới này để không ai người ta có thể hỏi không có ai phải hỏi câu hỏi này lại lần nữa. Và chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết cho các bạn. Vân vân và vân vân ạ. Và tất nhiên thì tất cả mọi người nên xây dựng ngay bây giờ đi ạ à, Mà không cần phải đợi ạ Cho cái giai đoạn tiếp theo để đưa ra cái mô hình mới Và các bạn hoàn toàn có thể hiểu Và chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cách chính xác ạ và à, Nhưng mà chúng tôi chưa thể có thể tiết lộ được hết 100% Nhưng mà chúng tôi sẽ cho các bạn một số ví dụ ạ Vâng ạ, hoàn toàn đúng ạ Và có một số Có một số cái phần thông báo từ trước ạ cho, Để để nhắc cho các bạn ạ và Đó là điều số một đó là cái gói về đà Cái gói đà mà chúng tôi kéo dài ra cho tận ngày 31 tháng 5 và tất nhiên là các bạn biết rằng là cái nó đặt 90% của phần đóng góp các bạn vào phần giao dịch trực tiếp và cái gói đà này bây giờ nó sẵn có ở tại cấp 3 rồi và vậy thì cấp 3 thì các bạn mua một cái gói đà ở cái cấp 4 thì các bạn sẽ mua được cái gói đà à, và nó đó là cái gói đà mà vô hạn đối với lại cấp 5 trở lên một lần nữa thì tới tận là ngày 31 tháng 5 ạ. À và cấp 1 và, và 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 bây giờ chúng tôi có một cái gói combo vậy đối bây giờ một người tham gia vào DAISY thì họ sẽ tham gia với lại 200 usd và đồng thời nó giúp làm tối đa hóa cái sự cái cái phí về giao dịch ấy đối với lại blockchain và cái đó nó cho phép họ để họ có thể ở một cái cấp ở một cấp ở crypto và một cấp ở ở cấp 1 ở forex và về họ đơn giản chỉ cần nâng cấp Uh, hoặc là uh, theo cái loại mà họ lựa chọn uh, là theo Crypto hoặc là Forex và các bạn tiếp tục nâng cấp lên Về lệ vốn sở hữu ở, tại Endotech thì bây giờ bắt đầu ở cấp 3 với lệ một cổ phiếu ạ. Vậy thì bởi vì là chúng ta đã thấy được cái sự tăng trưởng và phát triển mà chúng ta đã thấy vào phần cuối của cái phần mô hình gọi vốn cộng đồng và cái vốn sở hữu bây giờ thì nó đã chuyển sang lên cấp 3 và nó sẽ bắt đầu với lại một cổ phiếu và mỗi một cổ phiếu nó sẽ gấp đôi lên về cổ phiếu bắt đầu từ cấp 3 và chưa bao giờ có một thời điểm nào tốt hơn để tham gia vào Daisy và nâng cấp cái sự đóng góp của các bạn lên ạ. À. Vậy thì cái gói đà này ấy, thì nó đang bốc lửa. Vậy thì một lần nữa là chúng ta mà đã có 30 ngày vừa qua rất tuyệt vời ạ và cái đà đó nó lên từ cái sự kiện ở Dubai và rất là nhiều các cái phần quảng cáo và và khuyến mại mà chúng ta sẽ nói ngày hôm nay nữa. Vậy thì cái nhóm về người thành tích và người xây dựng ấy, thì điều này hết rất quan trọng ạ Và đối với một số hình chiếu ấy, của chúng ta đó là cái cái thời gian mà đủ tiêu chuẩn cuối cùng ở đây ấy, cũng như là các cái quỹ mới mà được bổ sung thêm vào cái nhóm này, những cái nhóm này nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 của năm nay. Vậy thì từ hai tháng nữa kể từ ngày hôm nay thì cả hai nhóm này nó sẽ vẫn tiếp tục trả ra cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Vậy thì cả năm đấy ạ nó là cái cổ phiếu uh, vĩnh viễn ở trong hai nhóm đó và uh, cái cái nhóm đó nó có ta, nó sẽ không có sự tăng lên sẽ không có phần loãng và sẽ không có phần tích lũy mà cái này nó sẽ trở thành một cái nhóm mà độc quyền thôi ạ đối với các thành viên mà các bạn đã hoàn thành được cái phần đủ tiêu chuẩn trong cái 60 ngày tiếp theo và đối với lại cái sự kiện Toadie Show về cái hiệu suất của cái nhóm sự kiện này đã được bổ sung vào cái back office và sẽ được cập nhật vào tuần này. Vậy thì đối với tất cả các bạn mà đã tham dự cái sự kiện ở tại sự kiện ở Dubai thì các bạn ở trong cái nhóm bonus đấy và các con số đó, cái con số và hiệu suất nó sẽ được cập nhật vào tuần này. Còn đối với lại cái cổ đối với cổ phiếu về nhóm Builders người xây dựng nhá, thì rất quan trọng ạ, 5304 các cái cổ phiếu trị giá là 313 đô la chấm 77 và đối và, và đấy là những trường hợp mà người ta đủ tiêu chuẩn đối với lại tháng 3 mà cái đó là điều hết sức là tuyệt vời đó là cái thành tích rất là lớn ạ đối với lại cái cổ phiếu về cái nhóm như người đặt lý tích đó là tám uh, 4.688 đô la một cổ phiếu vậy thì những cái trường hợp đó vẫn tiếp tục đạt được là 4 đến năm nghìn đô la một tháng cho một cổ phiếu và một lần nữa thì đấy chính là đối với những thành viên mới được bổ sung vào một khi mà chúng ta chuyển vào uh, ngày 1 tháng 6 thì cái nhóm này nó sẽ vĩnh viễn được khóa lại và những cổ phiếu đó nó sẽ trở nên hết sức hết sức là hay. Và đây chính là một cái phần rất là hay mà chúng tôi sẽ nói thêm một chút nữa vào ngày hôm nay. Đó là cái, cái cổ phiếu của cái nhóm người xây dựng. Ấy. Thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục trả ra à, cho cái nhóm người xây dựng à, từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 cho đến tận ngày 1 tháng 6 năm 2024 và chúng ta sẽ trả ra đối với cái cổ phiếu Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn là những cái người kiếm được cái cổ phiếu này ấy. vậy thì cái đó các bạn kiếm được hàng tháng nhưng mà đối với những người mà kiếm được cái cổ phiếu Vĩnh Viễn ở trong cái nhóm người xây dựng thì ngay bây giờ các bạn đã các bạn hãy nghe, đó là có 123 ví tiền ngay bây giờ. 123 ví tiền điện, điện tử ở trong ở trong cái nhóm, trong cái cổ phiếu về nhóm người xây dựng vĩnh viễn ấy. Và đây là 123 người đã kiếm được cái cổ phiếu vĩnh viễn ấy. Đấy là con số thấp hiện Và các bạn nhìn vào đó là có 355 cổ phiếu Ở trong cái nhóm người xây dựng Và 123 ví tiền điện tử Cái đó có nghĩa là ngay bây giờ thì có 123 người Mà người ta đã kiếm được các cái cổ phiếu vĩnh viễn Lý do vì sao mà chúng tôi rất hồi hộp về cái này Về cái nhóm người xây dựng ấy. Đấy là bởi vì nó sẽ trả ra toàn cho cả năm mà đó là bởi vì là các bạn có cái cơ hội để các bạn thực sự đảm bảo chắc chắn được cái được cái uh, là là nhóm người dẫn đầu mà có những cái cổ phiếu vĩnh viễn này và chúng tôi tin rằng là cái nhóm người xây dựng này thì trên thực tế chính là còn lớn hơn cả cái nhóm người đạt thành tích uh, cho mỗi một cá nhân bởi vì là bởi vì là sẽ có rất là ít có ít hơn rất nhiều mà người ta đủ tiêu chuẩn vào trong cái nhóm bầu đấy vậy thì chúng tôi muốn nói ngày hôm nay về cái cái phần quảng cáo về khu khuyến mại mà chúng tôi muốn các bạn mà chúng tôi muốn nói các bạn để, để có thể có được một cái cổ phiếu vĩnh viễn ở trong cái nhóm người xây dựng thì các bạn cần phải đủ tiêu chuẩn cho 3 tháng liên tục và các bạn phải có ít nhất là 4 cổ phiếu vào tháng 3 4 cổ phiếu vào tháng 4 và 4 cổ phiếu vào tháng 5 để có thể có được 4 cái cổ phiếu vĩnh viễn cái đó có nghĩa là các bạn phải có các bạn sẽ có tổng số là 12 cổ phiếu ở uh, trong trong khoảng thời gian là 3 tháng một cách liên tục tối thiểu là 4 cổ phiếu để có thể có được cái cổ phiếu vĩnh viễn và chúng tôi biết rằng là có thể có một số người ngoài kia mà mà đã không có đạt được cái mục tiêu vào tháng 3 và không có được cái cổ phiếu người xây dựng và có thể là các bạn đã không ở tại sự kiện uh, và đã không có hiểu được về cái tính khẩn cấp mà là phải hành động vào tháng 3 để các bạn có thể có được tháng 3, tháng 4 và tháng 5 đó là 3 tháng liên tục. Vậy như vậy thì chúng tôi sẽ để để cho mọi thành viên mà kiếm được 6 cổ phiếu vào tháng 4 và 6 được cổ phiếu vào tháng 5 để cho các bạn để các bạn tạo ra 12 cổ phiếu giống như tất cả mọi người khác thì các bạn sẽ được 4 cổ phiếu vĩnh viễn ở trong cái nhóm người xây dựng. Vậy thì cái đó có nghĩa rằng là thực sự ai đó người ta có thể bắt đầu ngày hôm nay. Vào tháng 4 và các bạn ra ngoài và các bạn tạo ra bốn cái cổ phiếu người xây dựng vào tháng 5. Vậy thì cái đấy là 5.000 về cái phần khối lượng về cá nhân ấy. Vậy thì đó là cái khối lượng mà các bạn có với lại cùng một cái mức độ quy tắc tương tự như vậy đối với lại cái nhóm người xây dựng hiện tại thì các bạn là có thêm 6 cổ phiếu nữa vào cái tháng 5 và sau đó là các bạn sẽ vẫn có được là bốn cái cổ phiếu vĩnh viễn trong cái nhóm người xây dựng. Như vậy thì không có ai có bỏ lỡ cái cơ hội này gì cả. Và mọi người đều ở trong cộng đồng đều bây giờ có thể tận dụng đầy đủ đối với toàn bộ cái nhóm người xây dựng này, này này kể cả là các bạn đã không có đủ tiêu chuẩn vào tháng 3 nhưng mà các bạn vẫn có thể bắt đầu từ ngày hôm nay đó là ngày mùng 1 tháng 4 và ngày mùng và ngày và tháng 5 với lại 30.000 là cái khối lượng về giới thiệu về cái mức độ về đơn lẻ và các bạn có thể kiếm được bốn cái cổ phiếu vĩnh viễn này ạ. Vậy thì Edward ạ, tôi nghĩ rằng là cái này thật ra đấy chính là một điều khá là hay bởi vì tôi biết rằng là tất cả có rất là nhiều người mà người ta mới bây giờ bắt đầu tham gia vào Daisy thôi và có rất là nhiều những người mới mà người ta mới tham gia trong vòng 90 ngày vừa qua và thực sự cái này nó cho cho mọi người cái cơ hội ngang bằng nhau để có thể tận dụng điều này kể cả là họ có bỏ lỡ về cái phần đủ tiêu chuẩn vào tháng 3. Vâng ạ, Jeremy ạ. Kể cả là À, vào tuần sau hay là hai tuần sau nữa một số nhà lãnh đạo mới người ta vào và người ta có cái cơ hội này để người ta có thể đạt được cái cổ phiếu vĩnh viễn chính xác vâng ạ, hoàn toàn rất là tuyệt vời vậy thì 60 ngày cái nhóm cái đó là cái phần quảng cáo về nhóm người xây dựng 60 ngày và đây là ba mục tiêu hàng đầu cho mọi thành viên uh, trước ngày mùng 1 tháng 6 ạ đó là mọi thành viên không quan trọng đó là các bạn là ai, rồi các bạn có thể là cái người pay trader, lãnh đạo hay là các bạn có thể là một thành viên hoàn toàn mới toanh của gì mà mới tham gia ngày hôm nay thì đây là đây là cái ba mục tiêu hàng đầu mà mọi thành viên nên có cho tháng 4 và tháng 5. Điều số 1 đó là đảm bảo chắc chắn về cái phần đủ tiêu chuẩn về cái người khởi đầu vàng và chúng tôi sẽ nói các bạn sao là vì sao trong hình chiếu tiếp theo. Số 2 đó là các bạn đảm bảo chắc chắn cho những cái cổ phiếu vĩnh viễn của các bạn ở trong nhóm người xây dựng và số 3, đó là các bạn hãy đảm bảo chắc chắn là có các cái cổ phiếu người ta thành tích của bạn bằng cách là giúp một trường hợp giới thiệu, giới thiệu một người để trở thành một cái người khởi đầu vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ không có đi sâu vào tất cả các chi tiết và nếu các bạn không biết là cần phải cần có cái gì để trở thành cái người khởi đầu vàng thì đó là 128.000 là cái phần khối lượng giới thiệu cá nhân à, trong phòng à, 30 ngày là của cái tháng dương lịch hay là trong 30 ngày đầu tiên mà các bạn tham gia vào đấy gì. Vậy thì 128.000 là cái phần giới thiệu À, là phần khối lượng mà các bạn giới thiệu và ngoài ra là các bạn sẽ có phần 24 trường hợp người giới thiệu và số 2 đảm bảo chắc chắn là cái cổ phiếu vĩnh viễn ở trong cái nhóm người xây dựng một lần nữa là chúng ta vừa mới nói về cái đấy thì các bạn có thể làm cái đó thực sự là nếu mà các bạn có 6 cổ phiếu vào tháng 4 và 6 cổ phiếu vào tháng 5 rồi thì các bạn sẽ có 4 cổ phiếu vĩnh viễn ở trong cái nhóm người xây dựng ạ. Và tất nhiên là rất là nhiều người trong số các bạn thì các bạn đã tạo ra được các cổ phiếu vĩnh viễn bằng cách là đủ tiêu chuẩn cho 3 cái tháng liên tục. Và như vậy thì xin chúc mừng đối với tất cả mọi người mà các bạn đã kiếm được cổ phiếu vào tháng 3. Mà nếu các bạn kiếm được 4 hoặc là hơn 4 cổ phiếu vào tháng 3 thì các bạn làm một lần nữa vào tháng 4 và các bạn làm một lần nữa như vậy vào tháng 5 thì khi đó là các bạn sẽ đủ tiêu chuẩn cho các cái cổ phiếu vĩnh viễn và sau đó là tất nhiên là đảm bảo chắc chắn về các cổ phiếu người đạt thành tích của bạn mà các bạn là giúp một người là giới thiệu một người trở thành cái người khởi đầu và vậy thì tại sao tại sao lại đạt được cái người khởi đầu vàng vào ngày 1 tháng 6 ạ? Bởi vì là uh, cái mô hình mới nó đang thay đổi. Vậy tại sao cần phải đạt được người khởi đầu vàng vào ngày 1 tháng 6 ạ? Điều số 1, đó là bởi vì là các bạn sẽ tiếp tục có được cái thu nhập còn lại từ tất cả những cái phần thưởng giao dịch toàn cầu. Và và trên thực tế là những gì mà chúng tôi đang làm ấy ạ mà cho đến tận lằng tới tới tận tháng 5 năm mươi 24 đó là trên thực tế là chúng tôi đang bổ sung thêm vào uh, cái hai phần rưỡi phần trăm của cái kế hoạch phần thưởng ấy để cho tất cả uh, cho các những người khởi đầu vàng và các nhà lãnh đạo và người ta vẫn tiếp tục nhận được cái thu nhập thu nhập còn lại hay thu nhập thụ động mà không cần phải lấy bất cứ gì khác khỏi cái kế hoạch phần thưởng mới và đây chỉ là cái phần bonus bổ sung thôi. Vậy thì điều số 1 là các bạn vẫn tiếp tục có được cái thu nhập thụ động hay thu nhập còn dư là cái thu nhập và điều số 2 là sẽ có một cái phần mà khuyến mại đặc biệt khi mà chúng tôi đưa ra cái mô hình mới cho tất cả những người khởi động vàng cho những người khởi đầu vàng và cái này nó có thể gấp đôi các cổ phiếu của bạn lên ở trong cái mô hình mới và bây giờ là chúng tôi sẽ chưa tiết lộ cái gì cả về các phần chi tiết ngay bây giờ nhưng mà các bạn cứ biết rằng là với cái mô hình mới ấy, thì nó sẽ là à, nó là định hướng theo cái thu nhập còn lại hay thu nhập thụ uh, thụ động ấy. Với cái mô hình mới là chúng tôi thấy có những người người ta kiếm được hàng triệu đô làm một tháng là cái thu nhập thụ động của họ hay còn lại uh, từ uh, cái mô hình mới vậy thì nó sẽ chính là cái mô hình mà thụ động mà lớn nhất mà trong cái ngành công nghiệp này. Nhưng mà đối với những bạn nào mà là các bạn là người khởi đầu vàng ấy, ở trong cái mô hình hiện tại thì khi mà các bạn tới và khi mà chúng tôi đưa ra mô hình mới cùng với nhau ấy, thì các bạn sẽ có cái cơ hội mà chỉ là uh, là chỉ là những cái người mà khởi đầu khởi đầu vàng nhé, có cái cơ hội để các bạn gấp đôi cổ phiếu của các bạn lên ở trong mô hình mới ạ. Tôi bây giờ tôi xin hứa với các bạn một đối với một số các bạn nhé thì cái này nó sẽ là sự khác nhau uh, giữa giữa uh, 20.000 đô la một tháng và 40.000 đô la một tháng ạ. Một số uh, một số thì nó sẽ là sự khác nhau giữa 100.000 đô la thu nhập thụ động và 200.000 đô la là tiền uh, thu nhập thụ động và cái này nó sẽ làm thay đổi trò chơi của chúng ta và thực sự cái này chính là phần thưởng đối với những người nào mà đã giúp xây dựng đây ạ tới cái thời điểm mà chúng ta đang ở bây giờ và chúng tôi biết rằng là cái người khởi đầu vàng cái thành tích của họ ấy, thì đó chính là một cái phần đóng góp vô cùng lớn đối với lại cái nền tảng của diện và chúng tôi muốn trao phần thưởng nhưng là chúng tôi luôn luôn trao phần thưởng như vậy đối với lại những cái người khởi đầu vàng và trở lên ở tại Daisy mà thực sự khiến cho chúng ta tới được đây ngày hôm nay vậy thì nếu các bạn muốn là một phần của cái nhóm đó các bạn muốn là một cái người khởi đầu vàng thì nếu mà không vì lý do nào khác để chỉ để các bạn có thể làm tối đa hóa cái kế hoạch phần thưởng ở trong Daisy 2.0 và cái lý do lớn thứ ba để trở thành cái người khởi đầu vàng vào ngày 1 tháng 6 ấy, đó là bởi vì là đó là cơ hội cuối cùng của các bạn để đảm bảo cho chắn cái cổ phiếu của các bạn là 5% vốn sở hữu ở tại Aerotech và cái này hết sức là mạnh mẽ bởi vì là chúng ta có 5% về vốn sở hữu mà à, được chia sẻ đối giữa tất cả các thành viên ấy, và đấy là 200.000 thành viên ở khắp nơi trên thế giới là những người đóng góp mà người ta chia sẻ cái 5% đấy nhưng bây giờ là chúng ta có 5% khác nữa là cái vốn sở hữu mà cái đấy chỉ là được chia sẻ bởi những người khởi đầu vàng mà thôi ạ. Vậy thì đây chính là cơ hội cuối cùng của các bạn để các bạn đảm bảo chắc chắn cho cái à, cái 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 vốn sở hữu của người khởi đầu vàng ở tại Americh ngày ngày 31 tháng 5 là hạn cuối cùng ấy, để trở thành cái người khởi đầu vàng và đủ tiêu chuẩn cho cái vốn sở hữu đó. Vậy thì nếu các bạn muốn chạy thật mạnh và thật chạy thật nhanh và các bạn muốn giúp mọi thành viên trong đội của mình và các bạn à, có muốn tới được cái người khởi đầu vàng bởi vì nó sẽ thiết lập cho các bạn cho cái đà tối đa ở trong ở trong cái mô hình mới ạ. Vậy tại sao các bạn muốn kiếm được cái cổ phiếu của cái nhóm người xây dựng cửa vĩnh viễn vào ngày 1 tháng 6 ạ? Đấy là bởi vì là đối với cái nhóm này nó sẽ thậm chí còn lớn hơn nữa so với cái nhóm của người thành tích ạ. Bởi vì là nó chỉ có bao gồm các cổ phiếu vĩnh viễn mà thôi trong cái nhóm người xây dựng ạ và trong cái nhóm người xây dựng không có không có thêm sự làm loãng nữa ở trong cái nhóm này bởi vì các cổ phiếu mới nó sẽ kết thúc vào ngày mùng ngày vào ngày 31 tháng 5 và cái và cái nhóm bonus này nó sẽ trả hàng tháng cho đến tận là ngày 31 tháng 5 năm 2024. Vậy thì vậy thì trong khi mà các bạn đang xây dựng cái đà về thu nhập thụ động và cái phần trả ra thụ động cho các bạn đi ạ. Ở trong cái mô hình mới và cái vốn sở hữu mà chúng tôi sẽ thông báo về các bạn thì chúng tôi cũng sẽ nói với các bạn là nữa thì đây chính là một cái cái bonus hàng tháng rất tuyệt vời mà đi vào cho các bạn bởi vì là các bạn chính là một phần của cái nhóm người xây dựng vĩnh viễn và tất nhiên là không có giới hạn đối với việc là có bao nhiêu cổ phiếu mà các bạn có thể kiếm được ở trong cái nhóm người xây dựng đó nữa vậy thì đó là một cái chương trình kháng sáng kiến vô cùng lớn cho các bạn ạ bởi vì thực sự các bạn thiết lập cho mình cho một cái à, cái thu nhập thụ động hàng tháng rất là mạnh mẽ chỉ bằng cách là đạt được cái mục tiêu đó và tương tự như vậy đối với cái nhóm người thành tích và nó đã là à, đó là cái nhóm bonus mà nó trả rất là cao cho một cổ phiếu ấy. và đó là năm nghìn đô la một tháng mức độ trung bình và không có làm loãng ở trong cái nhóm bonus này một lần nữa là cái cổ phiếu mới ấy, nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Vậy thì cái nhóm bonus này nó sẽ chỉ có tăng trưởng và phát triển và chỉ tích hợp lại hàng tháng một. Và một lần nữa là nó chỉ nó trả hàng tháng cho tận ngày 31 tháng 5 năm 2024. Vậy thì một lần nữa, một lần nữa là đây là đây là ba cái cái điều lớn nhất mà các bạn tập trung ngày bây giờ đó là hãy đảm bảo chắc chắn về cái người khởi đầu vàng, rồi đảm bảo chắc chắn cái cổ các cái cổ phiếu vĩnh viễn của bạn ở trong nhóm người xây dựng rồi đảm bảo chắc chắn các cái cổ phiếu người đặt tích của các bạn nữa. vậy thì Edward liệu tôi nghĩ rằng là trong vòng 2 tháng tới ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái uh, kỷ lục ấy, được phá vỡ bởi vì chúng ta thấy mọi người trong cộng đồng mà mọi người đều biết ở đây chính là cái điểm mà tiền có thể kiếm được trong các nhóm bonus đây chính là điểm mà cái uh, phần thưởng được trả ra ngay bây giờ và đây chính là cái cơ hội để đảm bảo chắc chắn và tiếng của bác lại bị bị tắt ấy, lại bị ngắt và để có thể chúng ta thiết lập tiếp theo cho cái đà của đây gì ạ? vâng ạ và Jeremy nhân tiện ạ chúng ta có đà như anh đề cập ạ và chúng ta có cái gói đà không hạn nhỉ không hạn chế ạ và chúng tôi quyết định là là chúng tôi sẽ không có kéo dài cái gói đó vậy thì chỉ trong vòng là hai tháng nữa thôi ạ đây là do vì sao mà cái phần khuyến mại thậm chí còn lớn hơn nữa bởi vì nó căn cứ vào những cái doanh thu đó và doanh số đó mà đó là điểm rất là quan trọng tham quan điểm của tôi ạ. Vâng ạ, một điểm rất hay đó là có khả năng là chúng ta sẽ có cái cái gói đà về kỷ lục trong vòng 2 tháng tới và những cái số tiền đó nó sẽ được đảm bảo chắc chắn ở trong những cái nhóm đó một điểm rất hay ạ. Còn gì khác nữa trên hình chiếu này không nhỉ? Không ạ, tôi nghĩ là anh đã giải thích rất hoàn hảo rồi ạ. Nếu mà các bạn vẫn chưa đủ tiêu chuẩn uh, cho cái nhẫn đeo của nhà lãnh đạo và cái phần thưởng người là thành tích thì chúng ta vẫn có cơ hội đó nữa. Vậy thì từ giờ cho đến ngày 31 tháng 5 thì chúng ta sẽ vẫn công nhận những các nhà lãnh đạo mới này ấy, ở các sự kiện sắp tới và trình bày và tặng cho các bạn những phần thưởng đó và chúng tôi mời các bạn hãy hãy làm được cái đó làm thế nào các bạn có được cái nhẫn nhà lãnh đạo thì các bạn đủ tiêu chuẩn là cái nhà là người khởi đầu lãnh đạo có nghĩa là các bạn thật phải có ba cái người khởi đầu vàng và với phần trường hợp giới thiệu cá nhân và các bạn có một cổ phiếu ở trong cái nhóm người đạt thành tích ấy nên các bạn làm được như vậy cho đến ngày 31 tháng 5 thì các bạn sẽ có được cái nhẫn đấy và làm thế nào các bạn có và các bạn làm thế nào các bạn có được uh, cái, uh, cái, cái 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 phần thưởng rất là tuyệt vời như này đó là cái cách tốt nhất để dự đoán cái tương lai là tạo ra nó tôi rất thích cái này và đó là uh, các bạn hãy giúp một người mà các bạn giới thiệu trở thành cái người khởi đầu vàng vào ngày 31 tháng 5 và bản thân các bạn đồng thời cũng cần phải là người khởi đầu vàng. Vậy thì một lần nữa mọi người đều có cơ hội như vậy cho đến tận ngày 31 tháng 5 để các bạn có thể có được cái nhẫn của DAISY và phần thưởng người đạt thành tích ạ, nữa. Endotech, phần giảm về vốn sở hữu Endotech và chúng tôi đã thông báo cái này rồi nhưng mà chúng tôi muốn đảm bảo là chúng tôi làm rõ một lần nữa. À, đối với cấp 3 thì chúng ta có một cổ phiếu và mỗi một cấp thì nó sẽ gấp đôi lên về cổ phiếu và bắt đầu từ cấp 3 và ở cấp 1 đến cấp 2 thì không còn có cổ phiếu về vốn sở hữu ở Endotech nữa và cũng như là chúng ta bắt đầu trả ra à, cái cái mô hình à, một gọi mô cộng đồng và rất là nhiều người hồi hộp với cái này và chúng tôi đã có các nhà lãnh đạo mà người ta đã, đã, đạt được cái này rồi đấy ạ và rất nhiều các nhà lãnh đạo thì người ta hết sức là sát tới việc mà đạt được cái phần đủ tiêu chuẩn này rồi nhưng mà nếu mà nhưng mà các bạn có tới tận ngày 31 tháng 8 ạ, năm 2023 để các bạn có thể đạt được cái mục tiêu này tôi hết sức hồi hộp ạ à, ít nhất đối với tôi thì tôi à, tôi rất là thích các cái sự kiện lớn và sự kiện trong khu vực nhưng mà cái sự kiện những cái sự kiện ưu thích của tôi ấy, ở trong cái ngành công nghiệp này và trong gì? Đó là khi mà chúng ta tập hợp với nhau Gặp nhau một cách trực tiếp Là uh, nhóm các nhà lãnh đạo VIP cốt lõi Và chúng ta uh, được chia sẻ cái giấc mơ với nhau Và chúng ta uh, xây dựng một quan hệ với nhau Và chúng ta vui vẻ cùng với nhau Và chúng ta nói về tương lai Chúng ta nói về cuộc sống cùng với nhau Và các cái dự án này cùng với nhau Và đó chính xác là cái gì Và sự kiện là về cái này ở tại Phụ Kẹt đấy ạ Thái Lan ạ, mà nó sẽ rất là vui và nó sẽ là một cuộc phương lưu cho chúng ta và các bạn sẽ uh, được bao quanh bởi những cái nhà lãnh đạo hàng đầu, hàng đầu, hàng đầu uh, của toàn bộ Daisy ấy. Làm thế nào mà các bạn đủ tiêu chuẩn để tham gia cái sự kiện này ấy. Chuyến đi này ấy, đó là 5 triệu USDT về phần đóng góp đội đơn lẻ uh, tích lũy. 5 triệu USDT uh, theo cái khối lượng của đội ấy. Và cái này là có bao gồm cả Daisy và Liquid phần bán của Daisy và Liquid đã bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 cho đến tận ngày 31 tháng 8 năm 2023. Một lần nữa là cái 50% cái quy tắc 50% được áp dụng ở về để không hơn 2,5. Ba cái lại mất tiếng rồi ạ của cái đó là chúng ta sẽ tính cho cái đội đơn lẻ và chúng ta có ít nhất là hai đội rồi đạt được cái mục tiêu này để có thể đủ tiêu chuẩn và cái này sẽ là tất cả những phần chuyến đi được trả chi phí nữa vậy thì đây chính là cái thời điểm rất tuyệt vời mà hầu hết mọi người sẽ mang vợ hoặc chồng họ đi cùng và nó sẽ là một cái khoảng thời điểm hết sức là tuyệt vời cùng với nhau ở tại Phuket và chúng tôi rất hồi hộp được gặp tất cả mọi người vào tháng 12 năm nay và thực sự đó là một cách để chúng ta có thể kết thúc một quả năm để chúng ta cùng với nhau với lại những người tu duy lớn các nhà có giấc mơ lớn và các nhà lãnh đạo lớn để xây dựng Một quan hệ cùng với nhau và đây sẽ là một cái sự kiện hết sức tuyệt, vời cùng với nhau và các bạn không muốn bỏ lỡ một lần nữa để tất cả cái khối lượng đều được tính ấy. à, cái khối lượng của Daisy và khối lượng của Liquid đều tính hết ạ à, cho cái à, chuyến đi này và đối với các sự kiện của Daisy cho năm 2023 vậy thì chúng ta có chúng ta đã có cái ngày chính thức đối với sự kiện ở châu Âu đó là ngày mùng 9 tháng 9 của năm nay ấy. và vậy thì ngày mùng 9 tháng 9 chúng tôi sẽ ở tại Budapest và chúng tôi đã đảm bảo cho đảm bảo một cái sự một cái địa điểm rồi á đấy là cho 4.000 người và cái này nó sẽ là một cái sự kiện rất là tuyệt vời và các bạn không muốn bỏ lỡ rất là nhiều người bay từ khắp nơi khác nhau ở châu âu tới sự kiện này và cũng và chúng ta và nó sẽ là sự kiện một ngày thôi ạ và nó sẽ hết sức là nó hết sức là mạnh mẽ và đông người và đây sẽ là cái sự kiện mà mà nó còn mạnh mẽ hơn cả cái sự kiện lần trước là cái sự kiện toàn cầu mà chúng ta có bởi vì là số một mà vì là chúng ta đã rút ra được rất nhiều điều chúng ta là rút ra là làm thế nào mà chúng ta có thể diện uh, làm cho cái chương trình nó thật là vui và chúng ta rất là học được học rất nhiều điều và cái điều thứ hai nữa là là với rất là nhiều người như này từ một khu vực mà người ta tập hợp cùng với nhau người ta tập trung vào năng lượng của họ vào cái khu vực đó và cái này và đây chính là khu vực châu Âu thì nó sẽ hết sức là phi thường và chúng tôi rất là mong đợi được gặp các bạn ở đó ở tại Budapest vào ngày mùng chín tháng 9 và sau đó là Nhật Bản ạ thì đấy là là cái thị trường lớn nhất và nhanh nhất của Daisy hiện nay đấy mà chúng tôi sẽ làm hai sự kiện ở tại Nhật Bản đó là Tokyo vào tháng 10 ngày mùng 7 tháng 10 và Osaka vào ngày mùng 10 tháng 10 một lần nữa là nó đã được bán hết vé rồi đấy ạ và đó là sự kiện rất là lớn và một lần chúng tôi rất mong đợi được gặp tất cả mọi người đó và chúng tôi có những người bay từ khắp nơi trên thế giới ạ để tham dự và ủng hộ cho cái sự kiện như này và chúng tôi rất là mong đợi được gặp gỡ các bạn vào mùa thu năm nay và đồng thời là chúng tôi cũng xem vào một số các cái thị trường khác nữa hiện nay và chúng tôi sẽ có thông tin hơn nữa về Nam Phi và một số thị trường khác nữa mà chúng tôi đang xem xét bao gồm cả Bắc Mỹ sự kiện Bắc Mỹ mà chúng tôi sẽ thông báo Um, một khi mà chúng tôi đưa ra cái Daisy 2.0 thì chúng tôi sẽ đưa ra phần thông báo về về cái um cái 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 sự kiện khu vực chính thức của Bắc Mỹ nữa. Vậy thì rất là nhiều những điều rất là hay đang xảy ra ngay bây giờ và cái điều chính ấy, đó là đảm bảo cái điều chính là điều chính ấy. có nghĩa là mọi thứ mà các bạn học được, mọi thứ mà chúng ta xây dựng được đó là cái cổ phiếu người xây dựng, cổ phiếu người đạt thành tích và người đạt, người khởi đầu vàng thì các bạn hãy chạy nhanh nhất có thể và tập trung nhất có thể và các bạn hãy định hướng cái đó thông qua tổ chức của các bạn và các bạn đã đạt được những cổ phiếu đó ở trong cái nhóm người xây dựng, đạt được những cổ phiếu uh, của người đạt thành tích và giúp người khác làm tương tự như vậy và các bạn có được cái người khởi đầu vàng thì đây chính là cái điểm mà cái sức mạnh nó ở đó ngay bây giờ đấy ạ. Đó là các bạn có thể thiết lập cho bản thân mình bằng cách là bằng cách các bạn đạt được các mục tiêu đó trong vòng 30 ngày tiếp theo, 60 ngày tiếp theo và như đã được chia sẻ uh, cùng với nhau vào ngày hôm qua nữa như Ilya và tôi nói chuyện với nhau ngày hôm qua đó là nó là anh đó là anh đang 100% đang xây dựng ngay bây giờ nếu mà các bạn muốn các anh là người uh, thành lập của dự án và tất cả mọi thứ anh là cái người xây dựng ở trong đây gì thì anh thì anh sẽ tắt tất cả mọi thứ khác trong vòng 60 ngày tiếp theo Ờ, chỉ có 100% tập trung vào vào việc là có bao nhiêu cổ phiếu ở trong những cái nhóm này mà anh có thể kiếm được và có bao nhiêu người mà anh có thể giúp đỡ làm một cái điều tương tự như vậy thì các anh các bạn đã nghe Edward nói một lần nữa trong cuộc gọi ngày hôm nay đó là cái đó hoàn toàn hoàn toàn là một trăm ạ mà là cái tên của trò chơi của chúng ta đó là làm đó là chúng ta có thể tập trung được như thế nào ạ cho 60 ngày tiếp theo tạo ra được cái 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 đà phá vỡ kỷ lục cùng với nhau trong cái việc chuẩn bị cho cái đà tuyệt vời tiếp theo khi mà chúng ta đưa ra dayji 2.0 vậy thì Edward ạ à, trước khi mà chúng ta chuyển sang uh, chuyển sang cái liquid thông tin về liquid thì có cái gì khác nữa mà các anh muốn tham gia và chia sẻ không ạ tôi có bỏ sót cái gì không ạ Y yeah. Jeremy cái 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 phần khuyến mại về khu vực Thái Lan ạ à, mọi người muốn nói là muốn khi nào họ có thể thấy được khối lượng người ta vẫn chưa thấy bởi vì nó sắp tới rồi tôi tin rằng nó đang sẽ tới trong vài tuần nữa chúng tôi rất là xin lỗi về phần chậm lại chúng tôi biết là rất là không thoải mái ạ khi mà chúng ta đang xây dựng và chưa thấy được cái phần khuyến mại đó nhưng mà bây giờ cả đội đang rất là bận rộn ngay bây giờ đối với tất cả các cái chương trình khuyến mại và cùng với lại liquid và tất cả mọi thứ ạ vậy thì các bạn sẽ thấy được cái kết quả đó rất là sớm thôi ạ và giống như Jeremy nói ạ chúng tôi đã có hai người à, hay đã đủ tiêu chuẩn rồi kiếm được hơn 5 triệu USD về cái khối lượng rồi ạ bắt đầu từ tháng 2 đây là điều thứ nhất điều thứ hai là Jeremy anh có thể chuyển sang cái hình chiếu tiếp theo ạ à? về cái việc bán vé cho năm sau ạ à? tôi yeah. nghĩ là vâng ạ tôi không chắc là bây giờ chúng ta hãy thông báo cái này tôi đã không cập nhật cái này tôi xin lỗi các bạn chúng tôi có một cái địa điểm đã được đảm bảo chắc chắn rồi cho uh, một cái sự kiện mà có thể chứa được 10.000 người tại Dubai và tôi rất thích cái tên của sự kiện này ấy, đó là limitless tức là vô hạn ạ đó là cái chủ đề của cái sự kiện của Daisy mà chuyển tiến lên phía trước ấy. và chúng ta đã nghe rất là rõ trong sự kiện rồi và chúng ta biết rằng là nhẫn của Daisy rất tuyệt vời với lại I am limitless nghĩa là tôi uh, không tôi không có tôi là vô hạn ấy. Và đây là chúng ta bổ sung thêm vào tiềm năng của chúng ta. Và đây gì là vô hạn, chúng ta là vô hạn. Vậy thì cái sự kiện uh, Limitless, uh, vô hạn năm 2024 sẽ là một cái sự kiện rất lớn. Và bây giờ uh, vé chúng tôi đang bán rồi ạ. Đội kỹ thuật vừa mới quay trở lại với chúng ta và nói với chúng ta là sẽ mất thêm vài tiếng nữa. Nhưng mà họ sẽ đưa ra việc bán vé ngày hôm nay. Thông qua các kênh chính thức ạ. Một khi mà họ đưa ra bán chính thức. Vậy thì chúng ta bị chậm lại. Và lý do cho việc chậm lại bởi vì là chúng ta chúng ta có một cái nền tảng về bán vé đang được xây dựng và được mã hóa và cái và có những cái nền tảng khác nữa mà người ta muốn tính phí và nó không có công bằng cho cộng đồng ạ à. vậy thì chúng tôi đã phải làm chậm ở đấy à, để chúng tôi xây dựng à, cái xây dựng cái để để cái bỏ cái nền tảng đó ra bởi vì là bởi vì điều đó Edward đi à, thì chúng ta sẽ đưa ra cái 149 là cái cái giá mà giảm giá mà chúng ta sẽ đưa ra cái đó vào ngày hôm nay và cái đó là cho hai tuần đúng không ạ giá là 149 đô la có nghĩa là cho đến ngày 15 tháng 4 sau đó là giá nó sẽ quay trở lại là 199 đô lại được rồi. Vậy thì từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 thì chúng tôi muốn là bảo các hãy đảm bảo vé của các bạn ạ và chúng ta sẽ xây dựng cái đà rất là lớn cho cái việc bán vé để chúng ta thực sự có thể có được cái 10.000 người 10.000 người hay là hơn 10.000 người ở tại Dubai và cái vé bán giảm giá sẽ là 149 đô la từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 và sau đó là vào ngày 15 tháng 4 thì cái giá đó nó sẽ tăng lên 199 đô la và các bạn sẽ có thể vào ngày hôm nay và chúng tôi sẽ thông báo ở trên cái kênh Telegram các bạn sẽ có khả năng vào đó vào limitless 2024.com và các bạn sẽ có khả năng mua mua vé của các bạn với lại bằng tiền điện tử crypto mà trực tiếp từ trang web mà các bạn có thể hoàn thành hoàn thành cái việc đăng ký nữa. Vậy thì có gì khác không nhỉ? Edward Ilya. Và cái cách mà nó sẽ hoạt động đó là các bạn vào cái browser cái trình duyệt của TronLink ấy thì các bạn sẽ có thể nó căn cứ vào hợp đồng thông, thông minh ấy ạ. rất là dễ và bởi vì là chúng ta có cái giải pháp về thanh toán sẵn sàng rồi ấy, và nó đang chạy rồi ấy, thì các bạn sẽ có khả năng bắt đầu chúng tôi chúng tôi sẽ có thể bắt đầu bán vé cho sự kiện của châu Âu nữa bởi vì một số người có hỏi ạ là liệu là họ đã bán hay chưa cho nhiều người khác nhau ở Hungary và ở châu Âu ấy, thì chúng tôi sẽ bán rất là sớm thôi bởi vì là chúng tôi đang có cái giải pháp này ở về mặt kỹ thuật giữa các đội và trong khi mà các bạn đang nghe trong cuộc gọi này ấy, thì tôi nhận được một tin nhắn từ đội kỹ thuật của tôi. Tôi hỏi họ là, là là liệu họ có thể tính toán và cho chúng tôi cái con số từ cái sự kiện lần trước ở Dubai hay không mà đã tham dự. Và những cái người mà và mỗi một cái người mà mà kiếm được cổ phiếu ấy, thì tôi có được con số đây là lần đầu tiên mà tôi đây là lần đầu tiên mà tôi được nghe con số thông thường thì người ta không có nói về cái này Vậy thì đối với những người mà đã đưa ba người được thêm ấy tới Dubai ấy, mà được cổ phiếu ấy. Và có những người được có được 10 cổ phiếu, 5 cổ phiếu hay bao nhiêu cổ phiếu ấy, thì bây giờ trị giá của cổ phiếu đó là 1500 um, bao nhiêu đó bao nhiêu sen một cổ phiếu ạ. 1355 đô la và 89 sen. Đối với những người mang ba người tới Dubai và đối với tất cả những người tham dự thì cổ phiếu chỉ ra bây giờ đó là uh, là cái số tiền mà, 233. Và đây chỉ là sự khởi đầu thôi ạ. Nó chỉ là sự khởi đầu của tháng 3. Vậy thì... Vâng ạ, rất hay Cái này rất là hay ạ. Đối với những bạn nào không biết chúng tôi đang nói cái gì ạ, chúng tôi đã làm phần quảng cáo cho sự kiện lần trước kìa, mà đó là Edward. Đối với mọi người mà mang ba người tới sự kiện thì sẽ các bạn được cho vào cái nhóm bonus. Và mọi người mà các bạn có độ của mình, các bạn đưa độ của mình sang À, sang sang Dubai thì các bạn cũng được tham gia vào cái nhóm bonus đó và cái nhóm bonus đó thì nó là trực tiếp và nó là giao dịch và nó có cái hiệu suất về giao dịch trực tiếp và cái lợi nhuận đó được chia sẻ và cái này chưa bao giờ từng chưa bao giờ từng được nghe tới ạ và thực sự mọi người mà tham dự cái sự kiện Dubai thì trên thực tế là các bạn được trả tiền để tham dự cho sự kiện đó và đó là điều hết sức tuyệt vời cái đó chưa bao giờ được làm cho đây và xin chúc mừng đối với tất cả các bạn mà các bạn đã đủ tiêu chuẩn cái đó là một cái điều rất tuyệt vời đó là một nghìn đô la một cổ phiếu ạ trong cái nhóm thứ hai à, hơn 1.000 đô la một cổ phiếu thì đó là rất rất tuyệt vời ạ rất là tuyệt vời ạ. không thể tin được và có những người người ta có rất nhiều cổ phiếu trong cái nhóm đó bởi vì người ta thực sự là quảng cáo về cái sự kiện đó rất tuyệt vời và một tin nhắn khác nữa từ một trong các nhà lãnh đạo nói rằng là tôi rất là mong đợi cái cuộc gọi này sau cuộc gọi này để tôi có thể quay trở lại làm việc ạ <laughs> họ rất là hồi hộp ạ ít nhất là người ta không nói là hãy quay trở lại đi ngủ

Vậy thì chúng ta muốn chuyển đổi và chúng ta muốn nói về liquid một chút ạ và đưa ra một số thông tin cập nhật quan trọng cho các bạn. Chúng tôi nhận ra là chúng ta chúng tôi có thảo luận với nhau ạ. Có thể là chúng tôi đã mắc lỗi, mắc một cái sai lầm bằng cách là chúng tôi cung làm cho mọi người bất ngờ với lại cái phần đưa ra liquid ở tại sự kiện Dubai có thể là chúng tôi đã nhẽ ra nên chuẩn bị cho qua từ trước để mọi người có thể sẵn sàng. Nhưng bây giờ liquid bây giờ nó đang diễn ra thì mọi người đang thấy được cái doanh thu về mining về đào rồi cái rồi là cái bonus nhóm bonus đã được trả ra vào tháng này có những điều rất là hay đang xảy ra. Vậy thì chúng tôi đang bắt đầu Ngày hôm nay với lại Liquid NFT uh, những người đào Liquid uh, bây giờ là sẵn có đối với kỳ người nào mà các bạn giới thiệu kể cả là họ không phải là thành viên của Daisy ạ. Vậy thì cho đến tận bây giờ thì các bạn cần phải ở trong Daisy. Trước đấy uh, là các bạn phải trong Daisy thì để có thể mua được cái Liquid NFT là một phần của cái chương trình về đào hay mining nhưng bây giờ cái người đó thực ra có thể tham gia vào chương trình mining hay đào uh, thông qua cái, dự, cái đường link giới thiệu kể cả họ không phải là thành viên của Daisy và các bạn ạ và có thể là chúng ta vẫn chưa nói về cái này về cái đà và cái đà nó đang tăng lên đối với cái phần bán về liquid NFT nhưng mà tôi rất là tích cực về cái này ạ và chúng ta biết về một số điều mà chúng ta sẽ đi đâu nữa nhưng mà chúng ta vẫn chưa có khả năng tiết lộ cho các bạn bởi vì là chúng ta đang theo một cái những cái thỏa thuận về không tiết lộ nhưng mà cái dự án này ấy, thì trong khi mà nó chưa nó nó sẽ bao giờ nó không nó không phải là cái tên dự án của Daisy. nhưng mà đây là một điều mà mọi thành viên nên tham gia vào ạ các bạn nên kiếm được cái doanh thu à, về đào và cho các bạn vào trong cái nền tảng này nhanh nhất có thể cái nhóm bonus ở trong cái nền tảng này thì không có cái gì giống như bất kỳ mà chúng ta đã thấy trong ngành công nghiệp này nó là cái khả năng có thể kiếm được tất cả những cái điểm mà thậm chí là nó còn chưa vào thị trường và để có thể kiếm được cái đó một cách thụ động ý, là do kết quả của việc quảng cáo về lê và giới thiệu lê thì đây chính là một điều hoàn toàn là phi thường ạ. và khi mà chúng ta chuyển đổi khi mà chúng ta chuyển sang cái uh, giai đoạn về đảo bitcoin ấy, thì đối với những bạn nào là một phần của uh, cái, uh, cái liquid hiện tại ấy, đưa ra mềm về liquid thì đó chính là các bạn cho các bạn vào cho cái khả năng mà các bạn có thể làm tối đa hóa toàn bộ mô hình vậy thì đây chính là cái thời điểm tôi khuyên là và tôi khuyên các bạn ạ, và đây là điều rất là hay bởi vì bởi vì là không không phải tất cả các nhà lãnh đạo người ta đã bắt đầu xây dựng liquid không phải tất cả các thành viên người ta đã bắt đầu quảng cáo về liquid nhưng mà cái nhóm bonus thì thực sự rất là tuyệt vời nó ngay là cho cái việc mà chúng ta có thể lấy được các bạn ra ngoài và các bạn kiếm được các cổ phiếu ở trong cái nhóm bonus liquid thì các bạn đầu quảng cáo cái này cho độ của các bạn ấy. thì chỉ từ cái thành phần về thụ động mà thôi ạ từ cái kế hoạch giới thiệu thì nó hoàn toàn là tuyệt vời và và uh, chúng tôi đã có cuộc gọi cùng với nhau vào tuần này và lần trước cái cái webinar lần trước thì cái đội Liquid và cái đội mà cũng đào ấy thì người ta thực sự phân tích ra các con số cho chúng tôi nữa về cái kiểu lợi nhuận nào mà người ta kỳ vọng có được và người ta đã thấy được uh, trong vòng một năm vừa qua khi mà các cái token hình này được đưa ra ở trên những cái sàn chứng khoán này và cái lợi nhuận mà có thể kiếm được ở trong cộng đồng của chúng ta thì nó hoàn toàn hết sức lớn ạ. Vậy thì nếu mà các bạn vẫn chưa kiếm được cái doanh thu về đào hay các bạn chưa kiếm được liquid NFT thì chúng tôi khuyên các bạn là các bạn hãy ra khỏi cuộc gọi, sau cuộc gọi này ngày hôm nay và các bạn hãy ngay lập tức vào cái cái đường cái ứng dụng TronLink và các bạn vào uh, LiquidMining.com nó sẽ nhận ra cái ví tiền điện tử của các bạn là thành viên của Daisy và các bạn sẽ có khả năng để các bạn có thể từ đấy là các bạn tải được cái ứng dụng Liquid và trong cái ứng dụng Liquid thì đó là cái chỗ mà các bạn sẽ thấy được các cái giới cái cái đường link giới thiệu và nếu các bạn muốn giới thiệu ai đó mà mà không phải là thành viên của Daisy thì họ có thể vào đường link giới thiệu đó và họ có thể mua cái Liquid NFT và các bạn đã tôi sẽ nói các bạn thì đây chính là đây chính là một điều rất lớn ạ. Đây chính là một trong những cái à, cái phần tạo cái mô hình tạo ra sự thịnh vượng và giàu có của chúng ta mà à, và và nó nó khi mà các bạn và các bạn có thể tưởng tượng là khi mà chúng ta khi mà nó lên chính thức nhập vào một số thì có thể là một là rất nhiều con số khác nhau và chúng ta có khả năng đào những cái dự án khởi nghiệp như thế này và khi chúng ta kiếm được từ tất cả những cái dự án khác nhau hàng ngày và khi mà họ vào thị trường một cách chính thức và thông qua cái mức độ tiền mặt và mức độ cao khác nhau và mà khi mà chúng ta đưa ra cái đào bitcoin đó là giai đoạn tiếp theo đấy của liquid thì sẽ là cái đào bitcoin thì mọi người mà các bạn đã tham gia cùng với lại cái ngày đầu tiên cái vòng đầu tiên của cái liquid nft ngay bây giờ thì các bạn sẽ chính là cái người hàng đầu người tiên phong mà các bạn sẽ tiếp tục đi cùng với chúng tôi vào cái cái mô hình đào uh, liquid nữa vậy thì xin các bạn hãy các bạn hãy lấy NFT và tôi xin các bạn ít nhất là kể cả là các bạn mới tham gia và các bạn nói rằng là ô tôi chỉ muốn đào à, là tôi chỉ là một cá nhân đào thôi thì tuyệt vời ạ. các bạn hãy bắt đầu đi ạ nhưng mà cái 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 dàn hay là cái giá đây là cái đây là cơ hội rất lớn cho chúng ta để cho các bạn để các bạn trên thực tế, các bạn có được cái hoạt động kinh doanh về đào riêng của các bạn Và các bạn được trả cái tiền thu nhập thụ động Và không chỉ là từ cái dàn đào mà các bạn sở hữu Mà đồng thời là từ tất cả những người đào mà người ta đã kiếm được tất cả các NFT Trong phạm vi tổ chức của các bạn ạ Vậy thì Ilya, anh đã nghiên cứu hàng ngày, làm việc hàng ngày cùng với cả đội Và tôi sẽ để cái phần này cho anh anh nói ạ Vâng ạ, cảm ơn anh Jeremy Thực sự trên thực tế ngày hôm nay đó chính là cái ngày đầu tiên Và đó là một cái ngày rất hồi hộp ạ Bởi vì cuối cùng thì chúng tôi đã đưa ra được cái cái doanh số bán về liquid mà đó là điều rất quan trọng ạ. À? Bởi vì là các nhà lãnh đạo trong Daisy trong cộng đồng của Daisy người ta có hỏi và chúng tôi có một số người người ta không có tham gia vào daisy vì lý do nào đó bởi vì người ta muốn tập trung vào cái khác bởi vì người ta thích về thị trường crypto uh, hay là cái thích cái dự án về đào hay là có vậy thì có lý do nào đó mà người ta chưa tham gia vào daisy như vậy thì bây giờ các bạn không phần phải là thành viên của daisy để tham gia vào cái liquid vậy thì chúng tôi thực sự kỳ vọng cái danh số mà nó sẽ tăng lên vào tháng này bởi vì là cái này đồng thời nó chỉ là về khía cạnh về đào mà họ đã đưa ra những phần cập nhật thông tin rất là hay thông qua cái kênh telegram nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người cần phải trả cho tiền điện đúng không ạ? Bởi vì là cái tiền điện của về về đảo nó không có miễn phí. Vậy thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 mọi người và, và và bắt đầu từ tháng 3 bắt đầu vào tháng 3 thì mọi người cần phải trả cho điện, tiền điện và đó là trả hàng tháng để có đủ điện cho một brick hay là một dàn nhé. Và, và tôi nghĩ là 95 đô la để trả cho 1.000 ạ Vậy thì cái này sẽ được giải thích một một cách chính thức ở trên kênh Telegram một lần nữa để hướng dẫn cho mọi người đúng cách ạ và Jeremy tôi thấy rất là hay ạ và hồi hộp bởi vì là chúng ta xây dựng cái doanh mục đầu tư token và coins đồng xu thì đó là dài hạn thì đó là một cái hoạt động kinh doanh à, kinh doanh rất là nhiều lợi nhuận bởi vì đó là cái thị trường nó đang bùng nổ ạ và với lại cái bitcoin và vào năm sau nữa tôi nghĩ rằng cái thời điểm này rất là tuyệt vời ấy. và tất cả chúng ta đều đợi cái 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 việc đảo về Bitcoin đó là giai đoạn tiếp theo của chúng ta và tiếp theo về khía cạnh giới thiệu của Liquid đội đang chuẩn bị về cái video chuyên nghiệp cho chúng ta xem à, có thể là trong một tuần nữa mà để để chúng tôi phải kiểm tra lại các video cái video và phần chi tiết của nó nữa nó là video rất là hay để giải thích cho mọi người một cái chính xác là kế hoạch cả của kế hoạch trả của cái Liquid nó hoạt động như thế nào và đồng thời là chúng tôi có đưa ra một số thay đổi và cập nhật và một số các cái thay đổi quan trọng mà chúng tôi sẽ thông báo rất là sớm thôi ạ về cái khía cạnh của các cái nhóm bonus và không phải tất cả mọi thứ đều là chỉ có tháng 3, tháng 3, tháng 3, tháng 3 uh, cho tất cả các thành viên nhưng đồng thời nó sẽ hết sức là mạnh mẽ và đó là cái thu nhập thụ động ạ Vậy thì đối với lại những phần cập nhật mới chúng tôi sẽ đưa ra sớm thôi ạ và chúng tôi có một số thông tin ạ về cổ phiếu của người xây dựng và đã đạt thành tích vào tháng 3 mà không có đưa ra con số chính chính, chính xác ấy, thì chúng tôi kể cả đối với cái nhóm người đạt thành tích về Liquid thì chúng tôi đã có một số người đủ tiêu chuẩn rồi vào tháng 3 và cái phần hoa hồng ấy, uh, cho một cổ phiếu cho cái nhóm người đạt thành tích ấy sẽ là gấp đôi sẽ là gấp lên ấy, uh, rất là nhiều mà rất là lớn, ấy, gấp 5 lần gì đó hay là mấy lần gì đó đối với một số người thì đó là 40.000 đô la đúng không chính xác ạ, chính xác ạ tôi thực sự tin rằng là nó sẽ là gần 30.000 đô la gì đó nhưng mà vậy thì chúng tôi phải có con số cuối cùng để kiểm tra bởi vì chúng tôi mới có được cái 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 dữ liệu ngày hôm nay nhưng mà tất nhiên nó sẽ cho thấy cho thấy được các con số rồi cái khối lượng của đội rồi là những cái chân nhánh khác nhau và chúng tôi thực sự rất là xin lỗi các bạn về phần mà bị hoãn ấy, chưa cho được ra con số một cách chính thức và sau đó thì chúng tôi sẽ có kiểm tra lại và nó sẽ giúp cho mọi người và mọi người sẽ có khả năng thấy được một cái chính xác là cái khối cái khối lượng về liquid trong thời gian thực tế ấy, mà mà nó sẽ làm cho mọi thứ dễ dàng hơn ạ à. tôi rất hồi hộp ạ à, về cái này về liquid ạ à. và các đội người ta hết sức hồi hộp ạ à. cái đội liquid ấy, người ta rất hồi hộp về cộng đồng của Daisy với rất nhiều người trong số các bạn các bạn đã nói chuyện với họ rồi và gặp họ rồi ở tại Dubai và gặp gỡ họ ở trong cái sự kiện trực tiếp về blockchain ở Dubai nữa vậy thì cái phản hồi mà họ rất là tích cực và họ rất là chuyên nghiệp và họ gọi điện À, hàng ngày họ gọi điện hàng ngày họ nói chuyện hàng ngày và họ đây là để giải quyết và giúp đỡ cho tất cả cộng đồng của chúng ta và họ cung cấp những công cụ tốt nhất ở trong ngành công nghiệp ạ và chúng tôi rất là tự hào về sự cộng tác này với họ vâng ạ và tất cả ba chúng tôi đều đã tham gia vào đào và tham gia vào đào trong vài năm và đây chính là cái đội tốt nhất mà tôi từng làm việc với họ không chỉ là từ cái khía cạnh về vận hành mà đồng thời là về về cái phát triển phần mềm rồi là về và về, về khía cạnh về marketing nữa những cái người này hết sức tuyệt vời và tôi họ rất là tuyệt vời và cái nhóm telegram mà họ có rồi cái video mà họ tạo ra ấy thì họ đang đưa cái dự án này tới tận cái mức độ là lên hàng đầu ạ và thực sự thực sự là chúng tôi đã có một số cơ hội nếu các bạn vẫn chưa có nghe về cái nhóm về uh, Telegram uh, về Liquid ấy, hay là các bạn chưa tham gia vào cái nhóm AMA ấy, về Liquid thì tôi rất là khuyên các bạn là các bạn hãy tham gia vào đấy ấy, và hãy khiến cho mọi người tham gia vào đấy ấy, bởi vì nó thực sự là rất nhiều thông tin ạ mà mà đang được chia sẻ và 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 cái quá trình đó đang được làm rất đơn giản ạ vậy thì các bạn hãy vào cái nhóm telegram chính thức của Daisy và các bạn có thể cuộn lên và các bạn có thể thấy được cái đường link cho cái nhóm telegram chính thức cho Liquid và hãy đảm bảo là các bạn hãy các bạn hãy tham gia vào cái cái kênh như vậy hay là AML hay là các cái phần AMA những cái, cái đội này đội của Liquid không giống như đội nào khác mà chúng tôi đã từng được làm việc với họ và tôi hết sức là kinh ngạc tôi hết sức là kinh ngạc và những cái người này có những người người ta đưa cái dự án này và người ta đưa ra ở Dubai và họ quảng cáo cho cả cho cho các nhóm và người ta kiếm được cổ phiếu ở trong cái nhóm người là thành tích và bây giờ là người ta sẽ có ba kiếm được 30 đến 40 nghìn đô la là tiền bonus là do kết quả của điều đó ý của tôi rằng đó là một điều hết sức là hay ạ và các bạn là cái 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 thành phần về thu nhập thụ động nó còn lớn hơn nữa vậy thì đây chính là dự án rất là lớn các bạn hãy lấy lý của mình và NFT đi ạ và các bạn hãy có được cái đó các bạn hãy đăng ký và các bạn tham gia hãy chúng ta ủng hộ cho cái dự án này và thực sự chúng ta hãy đưa ra cái sức mạnh của Daisy đằng sau cái dự án này và tôi xin hứa với các bạn ạ đây chính là một cái, cái dự án rất hay ạ đây chính là cái mà các bạn muốn sở hữu đây là cái mà các bạn muốn là thành phần của cái đó và các bạn muốn quảng cáo bởi vì nó là tất cả là rất là rất là rất là tốt từ đây trở đi thôi ạ và không có cách nào khác tốt hơn mà không phải ICO hay là không phải IDO và không có cách nào hay hơn ạ để chúng ta có được tất cả các coins đồng xu đối với lại cái nền tảng khởi nghiệp và dự án khởi nghiệp như này không có cách nào khác tốt hơn để đầu tư. Ở trên thế tế là chúng ta đào cái token và sử dụng các cái thuật toán ở bên trong mà đó là mà Adam và mà có ấy, và chúng xây dựng như đào như này mà không có ai khác người ta ở trên thế giới mà người ta có đào ngay bây giờ với cái dự án như thế này là là cái dự án người ta ở trên người ta sắp ra công khai rồi ấy thì chúng ta đã tích lũy token là những người sở hữu FT và là một người quảng cáo về NFT các bạn quảng cáo cái này cho tổ chức của các bạn rồi là cái thu nhập về thụ động ờ, từ liquid thì các bạn sẽ thay đổi cuộc đời của mình về mặt tài chính chỉ từ cái dự án liquid này mà thôi ạ. Và xin các bạn ạ, chúng tôi mời các bạn ạ, mỗi một người các bạn các bạn hãy có được cái liquid NFT và thật là nhiều NFT các bạn hãy nâng cấp NFT các bạn hãy vào cái rack và các bạn hãy vào phần container vật chứa và các bạn hãy từ uh, phần giàn, phần giá uh, và cần vật, vật chứa và đây chính là một cái dự án dài hạn rất là mạnh mẽ và chúng ta sẽ thấy được những cái điều lớn ạ. Cái, đi từ cái này và hãy đảm bảo là các bạn hãy tham gia vào cái đó một lần nữa thì nó đã đợi, có cái nhỏ cái video về bonus được cập nhật Mà độ sẽ đưa ra cho các bạn xem mà nó sẽ ra sớm rồi ạ và một lần nữa các bạn ạ và uh, với cái hình chiếu khác nữa mà chúng tôi nói một lần nữa cái sự kiện mà sẽ có ấy, trong tương lai ở trong khu vực ạ và cả cái sự kiện toàn cầu vào tháng 2 năm 2024 thì các bạn hãy vào livelist2024.com vé nó sẽ sẵn có trong vòng khoảng 2 tiếng nữa và chúng tôi sẽ thông báo ở, ở, trên cái kênh Telegram chính thức một khi mà cái việc bán vé trực tiếp được đưa ra và như đấy là cái đó đi ạ, đây chính là cái đà của chúng ta, ấy. đây là chính là năm đà, đây chính là cái năm mà chúng ta sẽ kiếm được được cái dự án hàng tỷ đô la, mà đây chính là cái năm mà chúng ta sẽ có được hàng triệu thành viên ở khắp nơi trên thế giới và cái 60 ngày tiếp theo thì đó chính là cái 60 ngày quan trọng nhất mà các bạn từng có ở đây gì ạ? Các bạn hãy xây dựng như là chưa bao giờ chúng ta xây dựng trước đây cái 60 ngày, ngày tháng 4 và tháng 5 và khi mà chúng ta đi vào cái Daisy à, 2.0 mà chúng ta đưa ra thì cái đà mà các bạn sẽ được trải nghiệm thì nó không giống như cái gì mà các bạn đã từng trải nghiệm trước đây. Vậy thì Adway đi ạ, tôi sẽ đưa quay trở lại cho các anh ạ để chúng ta kết thúc cho cuộc gọi em nhé. Cảm ơn anh Jeremy. Vậy chúng ta còn 5 phút nữa. Chúng ta đã đúng giờ lần này Edward, em muốn nói gì không? Vậy, nói về Liquid thì thực sự đó là một dự án rất là hay ấy, Và rất là hay để chúng ta có thể củng cố. Tôi không biết mọi người có để ý thế hay không ạ. Đó là phần kết thúc của cái phần hình chiếu PowerPoint ấy, Là sẽ sắp, sắp, sáu tám tới 68 Có nghĩa là Bitcoin sắp tới ạ. Và và cái mà sắp tới nữa ấy, thì cũng sẽ rất, 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 sắp tới mà rất sớm thôi Mà chúng tôi sẽ nói các bạn là sau ạ. Mà đó là cái phần thông báo cho hay ấy, Trong tương lai. Giống như anh nói anh Jeremy ạ thì 60 ngày tiếp theo của chúng ta nó không có ngủ được ạ. Tôi ạ, tôi có nói chuyện với lại một trong các nhà lãnh đạo cách đây khoảng 2 ngày và tôi nói với anh ấy chính xác giống như là tôi nói ạ, nếu mà tôi là anh ấy thì tôi sẽ không có ngủ trong vòng 60 ngày nữa, đây chính là khi mà chúng ta đảm bảo chắc chắn cho cho cái cổ phiếu Vĩnh Viễn Bởi vì là tôi biết tôi biết là có một số người ngay bây giờ ở trong nhóm của chúng ta ở đây gì mà người ta có được cái cổ phiếu Vĩnh Viễn rồi ạ. Nếu mà chúng ta đã dừng lại rồi Và tôi vừa tính toán con số đó, Nếu mà chúng ta mà dừng lại ngay bây giờ đó, Và đây cái này nó đang chảy ra Nó đang trả ra 5.000 đô la gì đó Nhưng mà đang trả ra Chỉ cho những cái người đó thôi ạ, Thì anh ý Anh ý Chỉ cái phần của anh ấy thôi ấy, Thì sẽ là hơn 140.000 đô la trong cái phần uh, phần người người xây dựng cổ phiếu cổ phiếu vĩnh viễn của người xây dựng ạ và đấy không phải là hàng tháng và đấy là hàng tháng và nếu mà hàng tháng nó còn lên lớn hơn lớn nữa lớn nữa vậy thì các bạn hãy tưởng tượng tiềm năng ạ, là chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu cái người này thì đã đã có rồi anh ấy đã có được cái uh, cái phần thụ động là sáu con số hàng tháng rồi và bây giờ chúng ta đang nói về cổ phiếu vĩnh viễn chúng ta chưa nói về cái cổ phiếu khác và chúng ta có những cái người mà có 11 cổ phiếu người này là người thành thích tám chín 10. và ngay bây giờ Không có thời gian để phí ạ 60 ngày Tập trung vào cái đó Vâng ạ, hoàn toàn đúng ạ Tôi rất thích ạ Rồi các bạn Tuyệt vời Chúng ta hãy quay trở lại làm việc ạ Vâng Đừng quay trở lại ngủ anh Jeremy Vâng Wow. cảm ơn các bạn rất là nhiều tôi rất là yêu quý các bạn chúng ta hãy bắt đầu thôi ạ chúng ta hãy khiến cho cái tháng tư là cái tháng đáng nhớ tạm biệt các bạn